mình thấy chưa ưng ý thì mình ấn quên tiếp để cho nó tạo ra những cảnh đẹp hơn. Ví dụ như cảnh này mình thấy là xuất sắc rồi các bạn. Nó tạo luôn cả cái vòng cái trang sức luôn nè, trang sức quanh cổ này rất đẹp. Cho đến thời điểm này rồi mà bạn chưa biết Quyền phục chế anh cũ bằng AI thì rất là tệ ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái workflow trên Config UI phục chế ảnh cũ bằng AI, và mình sẽ chia sẻ cách setup cũng như là thao tác trên cái ứng dụng này nha. Rồi, bước đầu tiên các bạn chọn run thằng Config UI với lại cạc màn hình nha. Thì cách mà cài Config UI mình đã làm video trước đó, bạn nào chưa có thì có thể là xem lại. Và mình đã load cái workflow vào rồi nên mình sẽ load default lại, nó sẽ ra giao diện đúng ban đầu bạn có nha, có cái thằng Config UI á. Bây giờ mình load nè. Thì cái workflow về bên nội phục chế này á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả bạn tải về, mọi cái liên quan mình sẽ để dưới phần mô tả bạn tải về ha. Rồi khi bạn cài xong nó vào load file rồi á, thì bạn chọn cho mình cái intro missing. Cái này là những cái model hay là những cái extension của người ta cài và làm với lại cái node á, thì chắc chắn một điều là cái bản mặc định nó không có đâu, nên là những cái mà nó mix á, thì bạn cứ intro hết vào. Rồi khi mà intro hết vào rồi thì bạn chọn dùng cho mình cái retry ha, để cho nó load lại. Thì khi mà nó intro vào rồi thì bạn phải chờ cái tiến trình này nha. Nó load lại thì bạn cũng phải chờ để cho nó cài những cái panel vừa mới khởi tạo á, vừa mới intro vào đó. Thì khi mà nó chạy nè, nó chạy thì bạn kiểm tra xong nó chạy được không. Nó báo lỗi cái này ha các bạn ha, nó báo lỗi một cái mix, một cái tip. Thì bạn cứ để cho nó chạy hết đi ha, cái này nó cũng diễn ra khá là lâu ấy, tại vì mình cài nhiều thứ vào mà. Đấy, nó vẫn báo cái này đúng không? Thì vẫn báo cái này thì bạn quay vào cái tab CMD, bạn xem thử là nó bị cái gì nha. Thì nó có một cái phần là báo cái thằng form này kia đó. Thì bạn vào trong Windows, bạn gõ dùm cho mình CMD nha. Và bạn quay lại cái CMD cũ của cái thằng Config UI, bạn copy cái đường này nè, copy cái đường liên kết Config UI đến cái thằng Footable này nè. Thì bạn vào trong cái tab CMD bạn mới khởi tạo lên, bạn ấn CD và bạn cách ra, bạn bắt cái đường link vừa mới tạo ra. Rồi như vậy thì bạn ấn dùm cho mình tiếp là cái ổ đĩa là F, ổ đĩa chứa Config UI, Enter. Thì bây giờ nha, khi mà bạn có được cái phần này rồi, bạn ấn dùm cho mình CLS và bạn nhập vào tiếp dùm cho mình thêm là cái thằng Python CLS, rồi nó ra được cái này đúng không. Rồi bạn tiếp tục nhập vào cái thằng Python gạch ngang cái embed, rồi tiếp gõ tiếp những cái phần Python hay là phần .se, rồi cái V để mình set biên bản của thằng Python thôi ha. Thì mình enter, như vậy thì mình sẽ biết được Python của mình là 3.11.9 này. Thì mình để cái liên kết với phần mô tả, bạn truy cập vào thì bạn chỉ cần tìm đúng cái biên bản Python bạn vừa mới set thôi. Python vừa mới set là 3.11 đúng không? Thì bạn click vào thì lập tức cái thằng Python này nó sẽ tải về. Rồi nó tải về thì bạn chỉ cần là quay vào cái nơi mà bạn vừa tải về đó, copy nó, có thể là cut nó, và bạn quay vào cái mục là config UI. Và trong cái config UI này bạn tạo cho mình một thư mục mới, đó chính là lib ha. Và bạn bắt cái thằng vừa mới tải về vào ha, vừa tải cái Python về ở đó. Rồi cái biên bản tương ứng là 3.11 này thì bạn copy cái câu lệnh trước đó nha, nó có chữ for đó, for cái thằng 3.11 đó. Thì bạn copy xong rồi bạn quay vào cái thằng notepad hay là cái thằng quật nào đó cũng được, bạn bắt vào và bạn sửa giùm cho mình cái lib ở phía trước và duyệt rồi mới đến inside ha. Sau đó bạn copy toàn bộ cái câu lệnh này bạn cho vào trong cái này, rồi bạn enter cho nó chạy ha. Đấy, nó chạy. Thì khi mà bạn chạy xong rồi đó thì bạn kiểm tra để cho nó chạy xong ha. Đấy, như vậy nó báo vậy là ok nè. Đó. Thì khi nó báo vậy rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại mình set ha, quay lại set. Đó. Hầu như là ok. Bây giờ mình run lại với cái thằng card màn hình. Đấy, cho nó khởi tạo lên nó chạy. Thì nó sẽ mở cái thằng config UI ra lại. Trong trường hợp nó chưa mở lên được ấy thì bạn hoàn toàn có thể là tắt những cái CMD trước đó để cho nó chạy lại cho nó ok ha. Trường hợp này nó báo là chờ. Thì mình thấy nó không có kết quả lâu quá thì mình sẽ tắt tất hai cái này luôn ha, tắt hoàn toàn mấy cái CMD này luôn. Rồi bây giờ mình run lại tiếp này. Đó, nó sẽ chạy.
nó chạy xong rồi nó sẽ tự động nó mở cái thằng Config UI lên ha. Thì khi nó mở lên Config UI rồi đó thì bạn chờ á, đây bạn sẽ thấy là nó đang cài đặt ha. Nó đang cài đặt, cái này cũng khá là lâu nên bạn có thể là chờ nó cài, lần đầu thì nó cài hơi lâu ha. Rồi bây giờ á, mình cho nó chạy xong thì cái thằng này nó vẫn đang loát ha các bạn ha. Đấy, nó loát vào. Đấy, nó loát vào rồi. Rồi, nó báo là đinh ha. Thì việc tiếp theo mình cần làm đó chính là mình chọn cái tab manager này, mình chọn mix này. Thì nó báo là không còn nữa ha. Thì mình sẽ cho cái hình demo vào. Thì đối với cái hình này không phải là ảnh cũ nha, nên là chạy ra nhiều khi nó sẽ bị lỗi hay là sau đó. Mình ấn vào config này. Thì mình chỉ lợi dụng nó để mình chạy ra mình xem cái node nào nó còn thiếu thôi. Hiện tại nó có thiếu 5 cái node, 5 cái node và một cái là control net, một cái VAE và một cái là JetBone. Thì bây giờ mình chỉ cần tải những cái control net ha, của cái phiên bản mà nó đem ra nó làm cái workflow này á. Thì mình cũng để phần mô tả luôn, bạn có thể là tải về như mình ha. Mình down cái control net V1 nè. Đó, down tiếp mấy cái control net liên quan nè. Và đào cái thằng JetBone và VAE vào lần lượt mình sẽ đào về. Thì khi mình đào xong rồi đó thì mình sẽ quay lại, mình check cái phiên bản là ControlNet đúng không? Mình chọn ba cái ControlNet, mình ControlX nè. Mình quay lại cái thằng Config UI và mình sẽ cho nó vào trong cái mục là Config UI, tìm cái mục là Model ha, tìm Model. Các bạn tìm giùm cho mình cái thằng là ControlNet và mình bắt ba cái ControlNet vừa mới tải về vào. Rồi tiếp theo cái VAE cũng làm tương tự, nhưng mà bạn quay lại config UI, bạn không bắt vào trong cái mục là ControlNet nha, mình bắt vào trong cái mục là đúng là cái model, nhưng mà VAE có ở đây các bạn ha. Nên là mình sẽ bắt cái VAE riêng ha, Ctrl V vào. Rồi tiếp theo một cái JetBone Abyss Photo RAM á, thì mình sẽ vào trong cái mục là Config UI và mình sẽ tìm cái mục là Abyss là model, nó nằm trong model luôn ha. Và trong cái model này nó sẽ có một cái mục là JetBone, mình sẽ bắt vào luôn. Thì khi mình bắt vào như vậy là mình đã thành công thêm những cái node mà nó còn thiếu nha. Thì bây giờ các bạn hoàn toàn có thể là load lại cái trang. Rồi và sau mình ấn quên lại lần nữa để mình xem thử nó còn bị lỗi gì không. Thì cái này thực ra nó không phải lỗi vì mình chưa chọn cái update mình vừa mới tải về đó, mình chọn cái này ha. Thì bây giờ bạn chạy quên là nó sẽ không báo lỗi rồi nè, nó báo xanh hết rồi nè. Ok ha. Như vậy việc cần làm tiếp theo là bạn cho cái hình chuẩn vào ha, hình chuẩn vào. Dưới đây mình đang ấn quên thì cái trình này đang khởi tạo, nó chạy những cái tab nè. Thì vì cái hình của mình không phải là hình cũ nha, không phải là ảnh cũ nên là mình sẽ đổi cái ảnh khác. Ví dụ mình đổi với lại cô gái này ha. Thì sau đó mình sẽ cái hình của mình nó chạy ra như thế, nó chưa khớp mặt lắm ha các bạn ha. Thì bạn đừng quan tâm, bây giờ mình ấn Confirm trước đã ha. Thì bạn kéo xuống cái CMD, bạn xem cái tiến trình cho nó dễ. Rồi bây giờ nó ra cô gái mà bạn đừng có hoảng nha, hiện tại nó thành chàng trai rồi. Tại vì sao? Tại vì bên cái phần form của mình ấy, mình để là boy này, boy in white shirt này. Thì mình sẽ để cái phần search ha, cái thằng này là mình ấn lại là girl, sửa lại. Và mình sẽ cho nó khởi tạo lại, mình ấn vào là confirm ha, confirm. Thì khi đó nó sẽ ra được những cái ảnh rất là đẹp. Đấy, nó phục chế cái ảnh này, màu sắc tươi tắn, da mặt hay là những chi tiết rất ok. Mình thấy chưa ý thì mình ấn quên tiếp để cho nó tạo ra những cái ảnh đẹp hơn. Ví dụ như ảnh này mình thấy là xuất sắc rồi các bạn. Nó tạo luôn cả cái vòng, cái trang sức luôn nè, trang sức quanh cổ này rất đẹp. Thì mình thích cái hình này thì mình chỉ cần click chuột phải, mình chọn save image vào ha, về. Rồi mình mở lên, mình đã có cái hình rất là chất lượng rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo thêm một vài cái hình cho bạn xem nha. Đấy, đấy. Và hình này cũng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn ha. Save lại. Rồi tiếp. Đấy, như vậy là mình đã cài thành công, hướng dẫn các bạn cài thành công cái workflow của phục chế ảnh ha. Rồi, chúc bạn thành công nha, rất là tuyệt vời và ảnh rất là đẹp. Đấy, rất đẹp, mình có thể là check lại này, 1, 2, này, 3, này. Rất tuyệt vời ha. Nếu anh chị em nào cần học Edit Video một cách miễn phí thì có thể là tham khảo các khóa học Edit Video xin cấp kết BC ở liên kết dưới phần mô tả của video này nha.
Còn nếu anh chị em nào cần làm video nó chuyên nghiệp hơn, cần những cái bộ tài nguyên video xịn sò hơn, hay là cần những cái khóa học nâng cao hơn, thì có thể là xem những cái video trên kênh của mình đã làm trước đó nha. Rồi, nếu thấy video này hay đừng quên cho một like, một share, subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.